Xin chào tất cả nhà trên Zoom ngày hôm nay ạ. Nếu mà mọi người có nghe rõ phần chia sẻ của em thì em xin được mọi người comment số 1 vào đây ạ. Chúng ta cần đảm bảo về chất lượng cả về hình ảnh lẫn âm thanh đúng không ạ? Rất là nhiều số 1 rồi. Nên là chứng tỏ là âm thanh truyền đi rất là tốt đúng không ạ? Thế thì trong một cái khoảng thời gian đầu như vậy thì chúng ta đã được nghe sự chia sẻ của chị Trà Giang về dòng sản phẩm của bên Qary mình thì có lẽ là mình cũng sẽ không cần phải quá nói nhiều về về cái hiệu quả cũng như là về về những cái kiến thức về 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 sản phẩm nữa thì em sẽ xin gọi là một chút thời gian chúng ta cùng nhau nói chuyện một cách thật thoải mái thôi ạ. Chúng ta về về những cái mẹo những cái cách mà giúp chúng ta có thể nâng cao được sức khỏe này, phòng chống sự lão hóa và ngày càng chung trẻ trung hơn, khỏe mạnh hơn, tươi vui hơn đúng không ạ? Rồi, thì em xin phép chia sẻ màn hình một chút để chúng ta cùng nhau là tìm hiểu về cái việc là làm thế nào để chúng ta có thể nâng cao được sức khỏe của mình đúng không ạ? Rồi. Cả nhà có nhìn thấy rõ phần slide của em chia sẻ trên màn hình đúng không ạ? Nếu mà mọi người có thể nhìn thấy rõ thì chúng ta sẽ comment số 1 cho em nhé. Ok, tuyệt vời. Rất là nhiều số 1 rồi. Vậy thì em xin bắt đầu cái phần chia sẻ của mình ngày hôm nay. Thì như mọi người đã được, mọi người cũng có thể tìm hiểu rất là nhiều thì cái vấn đề mà đặc biệt là trong cái đợt dịch COVID này thì tất cả mọi người đều bắt đầu ý thức được và quan tâm được nhiều hơn về cái việc chăm sóc sức khỏe. Mà đặc biệt đó là việc chăm sóc sức khỏe một cách chủ động, tức là chúng ta sẽ đón đầu cho bất cứ một cái vấn đề nào ập tới thì chỉ có trong trường hợp mà chúng ta gọi là phòng bệnh đúng không ạ? Chúng ta phòng bệnh sẽ vẫn tốt hơn là chữa bệnh. Tại vì khi mà chúng ta đã mắc bệnh rồi thì chúng ta sẽ mất rất rất nhiều thứ đúng không ạ? Mất rất nhiều thứ từ trực tiếp đó là cái mất sức khỏe của chúng ta rồi, chúng ta sẽ không có khả năng để có thể làm bất cứ một điều gì theo ý mà chúng ta mong muốn. Rồi tiếp theo đến là vấn đề về tài chính. Chúng ta không thể nào mà không có tài chính mà chúng ta có thể lo được sức khỏe đúng không ạ? Lúc đấy sẽ rất là tốn kém. Rồi mất về việc công ăn việc làm và rất là nhiều cái hệ lụy đi theo khi mà chúng ta không thể chủ động chăm sóc sức khỏe cho chúng ta. Thì cái vấn đề mà chúng ta chủ động chăm sóc sức khỏe như thế không đơn giản là chúng ta sẽ chỉ là cái việc của chúng ta tự làm mọi việc. Không phải chúng ta sẽ tự làm được mọi việc hết. Chúng ta sẽ vẫn cần những chuyên gia, những cái người mà thực sự có khả năng cao, chuyên môn cao trong cái lĩnh vực đó để giúp chúng ta thực hiện cái việc mà chúng ta có thể chăm sóc sức khỏe chủ động, đúng không ạ? Và đặc biệt cái yếu tố quan trọng, cái yếu tố quan trọng để giúp mà chúng ta có một cái sức khỏe tốt đó là cái việc mà chúng ta có một cái ý thức chủ động. Chủ động ngoài là cái việc hành động ra, nó là cái ý thức. Bản thân mỗi người nếu như chúng ta không có ý thức, chúng ta không có nghĩ đến cái việc là chúng ta sẽ chăm sóc sức khỏe thì tuyệt nhiên ạ, tuyệt nhiên và chắc chắn là chúng ta sẽ không sở hữu được một cái sức khỏe tốt, đúng không ạ? Chúng ta nghĩ đến việc là chúng ta sẽ cần chăm sóc sức khỏe thì chúng ta sẽ tìm cách, đúng không ạ? Người ta nói là nếu chúng ta muốn thì chúng ta sẽ tìm cách, chúng ta không muốn thì chúng ta tìm lý do. Đó. Thế thì khi mà chúng ta muốn, chúng ta có cái ý nghĩ đó trong đầu, chúng ta sẽ tìm cách để hiện thực hóa nó, đúng không ạ? Thì cho nên là chúng ta sẽ cần thay đổi về cái mặt gọi là tư duy, nhận thức. Chúng ta cần biết là chúng ta cần chăm sóc sức khỏe chủ động. Thì chúng ta lúc đó chúng ta mới bắt đầu đi trên cái con đường. Chúng ta sẽ tiến đến với một cái sức khỏe thực sự là thịnh vượng, một cuộc sống thực sự là hạnh phúc, đúng không ạ? Rồi, thì một trong những cái vấn đề mà giúp chúng ta có được một cái sức khỏe tốt đó là cái hệ miễn dịch của chúng ta, đúng không ạ? Hệ miễn dịch. Khi mà nói đến sức khỏe thì gần như là hệ miễn dịch là cái đầu tiên. Nó cũng chính là cái giúp cho chúng ta có thể trụ được, đúng không ạ? Hiểu một cách đơn giản là giúp chúng ta có thể trụ được trong cuộc sống này. Và giúp chúng ta phòng vệ lại, đề kháng lại với những cái tác nhân, với những cái yếu tố gây hại từ trong, chính bên trong cơ thể của chúng ta và từ môi trường bên ngoài vào, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cần tìm hiểu đầu tiên đó là về hệ miễn dịch. Đó. Thì cái phần chia sẻ ngày hôm nay thì của em sẽ có 3 cái mục như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quan. Ở cái bài chia sẻ này thì có thể sẽ có một vài cái
cái phần kiến thức mà nó có vẻ là nó sẽ hơi hàn lâm một chút, nhưng em sẽ cố gắng chia sẻ một cách thật là đơn giản ngắn gọn để giúp làm sao chúng ta có một cái nhìn thật là khái quát này, dễ dàng dễ hiểu. Và khi cái gì mà càng dễ hiểu càng dễ nắm bắt thì chúng ta sẽ càng nhớ được lâu hơn, đúng không ạ? Đó thì cái phần đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đó là tổng quan về phiên dịch. Tiếp theo đó là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách thức của hoạt động của hệ miễn dịch. Thì khi mà chúng ta hiểu được một cái cỗ máy, tức là cơ thể của chúng ta nó hoạt động như thế nào, thì chúng ta sẽ biết cách tận dụng và làm sao biết cách làm cho cái cỗ máy ấy nó hoạt động một cách hiệu quả nhất, ở cách động một cách tốt nhất, đúng không ạ? Và thứ ba là các cách giúp chúng ta nâng cao hệ miễn dịch, rất là đơn giản, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua một chút về hệ miễn dịch nhé mọi người. Mọi người thường sẽ nghe đến rất là nhiều những cái quảng cáo trên TV về những cái sản phẩm, hay là nói về vấn đề về nâng cao hệ miễn dịch, hay là nâng cao sức đề kháng. Vậy nâng cao vào đó là nâng cao cái gì, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ hiểu đơn giản thôi ạ. Miễn dịch, miễn là khả năng của chúng ta đề kháng lại với bệnh tật, mà đặc biệt chúng ta tìm hiểu đó là nhiễm trùng. Đấy, chúng ta thường hay gặp nhất là nhiễm trùng, đúng không ạ? Đó. Rồi hệ thống miễn dịch của cơ thể chúng ta là gì? Hệ thống miễn dịch là một tập hợp rất nhiều toàn bộ những cái tế bào trong cơ thể, những cái phân tử, những cái mô mà nó tham gia vào cái quá trình tạo ra cái miễn dịch, đúng không ạ? Tạo ra cái miễn dịch đó. Và với cơ thể của chúng ta thì khi mà chúng ta gặp một cái yếu tố nào bên ngoài, thậm chí là ánh nắng mặt trời, đúng không ạ? Thậm chí là ánh nắng mặt trời, khi mà chúng ta tiếp xúc với ánh mặt trời, đó là một trong những cái yếu tố có thể gây hại, mà đặc biệt là cho da của chị em phụ nữ, đúng không ạ? Và khi cơ thể của chúng ta phản ứng lại, cơ thể của chúng ta phản ứng lại thì nó sẽ hình thành gì ạ? Hình thành những cái chấm mà mọi người sẽ thường xuyên phải đi là làm trị liệu đó, nám ạ, đồi mồi, đúng không ạ? Những yếu tố liên quan đến cái sự đáp ứng của cơ thể của chúng ta đối với lại những cái tác nhân từ bên ngoài, đúng không ạ? Thì đó là một cái hình thức mà cơ thể chúng ta phản ứng lại, đó chính gọi được gọi là đáp ứng miễn dịch. Đó. Thì ở những cái chủ đề sau thì chúng ta có thể sẽ tìm hiểu kỹ hơn về về những cái vấn đề nhỏ nhỏ như thế. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chỉ tìm hiểu khái quát về hệ miễn dịch thôi. Và các cái tế bào và những cái thành phần trong cơ thể chúng ta chịu trách nhiệm về miễn dịch ấy, nó sẽ nằm rải rác trên toàn bộ cơ thể. Ở đâu cũng sẽ có miễn dịch. Tại vì cả cơ thể của chúng ta đều tiếp xúc với môi trường. Và nếu như một chỗ nào đó bị thiếu sót cái hàng rào miễn dịch này, thì đó chính là cái cửa vào cho những cái tác nhân gây hại làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta bị tấn công liên tục như thế mà chúng ta không tìm cách để phòng vệ lại, đúng không ạ? Thì sức khỏe chúng ta sẽ đi xuống rồi, và cơ thể chúng ta sẽ nhanh chóng bị già đi, bị lão hóa, đúng không ạ? Rồi thì đây là một cái hình ảnh mà khá là vui nhộn về cái hệ miễn dịch của chúng ta. Đây là những cái tế bào trong cơ thể của chúng ta giúp chúng ta thực hiện được cái nhiệm vụ là phòng vệ. Đây là lực lượng cảnh sát trong cơ thể của chúng ta đấy. Thế mọi người nó sẽ thấy là có rất là nhiều những cái tế bào khác nhau với những chức năng khác nhau nằm rải rác trong cơ thể, ở các bộ phận, các cơ quan. Thì mọi người sẽ thấy là có miễn dịch khi mà chúng ta vừa mới sinh ra, đúng không ạ? Vừa mới sinh ra chúng ta còn non nớt như thế, nếu như chúng ta không có một cái hệ miễn dịch ngay từ ban đầu, ngay từ ban đầu, thì khi chúng ta vừa chào đời ra khỏi bụng mẹ một cái là vô vàn những cái yếu tố gây hại, những cái tác nhân sẽ ập vào tấn công chúng ta. Và như vậy đứa trẻ mới sinh ra nó sẽ không không có đủ cái sức chịu đựng, và dẫn đến là nó không thể thể sống nổi, đúng không ạ? Thì ngay khi mà chúng ta mới sinh ra thì chúng ta sẽ có một cái miễn dịch gọi là miễn dịch bẩm sinh. Cái này thì là một cái miễn dịch mà nó không đặc hiệu. Không đặc hiệu ở đây tức là nó là một cái miễn dịch chung. Tất cả mọi người sinh ra một cách khỏe mạnh, mọi người nhé, sinh ra một cách khỏe mạnh chúng ta sẽ đều có những cái yếu tố miễn dịch này. Đó. Thì cái này là những cái thành phần nào mà sẽ tham gia vào cái phần hệ miễn dịch bẩm sinh của chúng ta, thì da của chúng ta, làn da của chúng ta đấy, nó bao bọc như này. Đó chính là cái phần hệ miễn dịch đầu tiên, đúng không ạ? Nó là một cái lớp áo giáp đầu tiên. Rồi những cái chất nhờn ở trên da của chúng ta, khi mà ví dụ như da mặt chúng ta thường xuyên có thể thấy là những cái phần đổ dầu nhờn đó, đó đổ dầu nhờn, thì đó cũng chính là một cái yếu tố mà bảo vệ cơ thể. Rồi dịch niêm mạc, dịch hầu họng, đúng không ạ? Chúng ta sổ mũi này, rồi chúng ta
có tuyến nước bọt này, tất cả các cái dịch trong cơ thể của chúng ta cũng là một phần của hệ miễn dịch, rồi cả dịch axit ở dạ dày. Thì khi mà chúng ta ăn cái điều gì mà những cái tác nhân gây hại có trong thực phẩm đúng không ạ, thì khi mà vào cơ thể của chúng ta thì nó sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị chịu cái tác động từ cái dịch vị dạ dày và dịch axit ở dạ dày, và nó sẽ làm tiêu tan cái yếu tố đó đi. Trừ là những cái yếu tố nó mạnh hơn và nó kháng lại được với dịch axit dạ dày thì nó sẽ có thể là chui được vào trong cơ thể của chúng ta và nó sẽ gây hại đúng không ạ, và rất là nhiều những cái yếu tố khác. Nhưng mà cái đặc điểm của hệ miễn dịch này nó còn rất là yếu, nó không chống lại được những cái yếu tố đặc hiệu và có khả năng kháng lại với lại cái miễn dịch của cơ thể đúng không ạ. Rồi một cái miễn dịch thứ hai là một cái miễn dịch mà chúng ta gọi là thu được trong quá trình chúng ta sinh sống, giống như cái việc mà trong đợt dịch Covid này chúng ta thực hiện tiêm phòng vaccine 2 mũi đúng không ạ. Đó là một cái cách mà giúp cho chúng ta thu được một cái miễn dịch đặc hiệu. Miễn dịch đặc hiệu này sẽ có hiệu quả đối với lại virus Covid đúng không ạ. Đó thì đó là một trong những cái loại miễn dịch mà chúng ta sẽ thu được khi mà chúng ta trải qua quá trình sinh sống. Đó thì cái miễn dịch này nó sẽ cụ thể và chúng ta sẽ thu được khi chúng ta đón nhận một cách chủ động, ví dụ như tiêm phòng vaccine đúng không ạ, hoặc chúng ta tiếp xúc với cái người mà có, hoặc là tiếp xúc với cái nguồn đó, tiếp xúc với cái nguồn tác nhân đó, và cơ thể chúng ta dần dần sản sinh ra những cái yếu tố mà giúp cho cơ thể chúng ta có thể chống lại cái tác nhân đó ở những lần gặp sau. Và đó cũng chính là cái cách thức hoạt động của hệ miễn dịch của cơ thể chúng ta. Đó. Cách thức hoạt động đó là gì? Là khi ví dụ là khi chúng ta gặp một cái con vi khuẩn virus gì đó nó vào trong cơ thể chúng ta đúng không ạ? Thì cơ thể phản ứng đầu tiên là tạo ra những cái miễn dịch như thế. Tạo ra những cái miễn dịch như vậy, và ở lần đầu tiên thì thường chúng ta sẽ có phản ứng dữ dội hơn nhiều, vì lúc đấy cơ thể của chúng ta chưa quen với nó và chúng ta chưa có những cái yếu tố đặc hiệu để có thể phản ứng lại với cái tác nhân đó. Thì sau khi tiếp xúc xong thì trong cơ thể chúng ta sẽ có những cái thành phần, những cái tế bào nó đảm nhận cái trách nhiệm, đảm nhận cái nhiệm vụ là sẽ ghi nhớ nó, ghi nhớ cái tác nhân đấy, và ghi nhớ rồi thì lần sau chỉ cần chớm gặp thôi, anh tác nhân này anh vừa vào đến cổng thôi là huy động một lực lượng rất hùng hậu ra và có thể dập ngay, gọi là dập ngay từ trong trứng nước đấy ạ. Đó, dập ngay từ trong trứng nước là sẽ cơ thể chúng ta sẽ cảm thấy nó trải qua những cái phản ứng rất là nhẹ nhàng, có thể là những cái hắt hơi, sổ mũi rất là đơn giản, một vài ngày chúng ta có thể tự khỏi đúng không ạ. Đó là cái khả năng rất là tuyệt vời của hệ miễn dịch đó. Đây thì có những cách nào để giúp chúng ta có thể nâng cao được hệ miễn dịch đúng không ạ? Thì hôm nay em xin phép được trình bày và chia sẻ với mọi người về một số cái mẹo khá là chung, và bản thân em cũng đã áp dụng ở trong khoảng 2 năm vừa rồi. Khi mà xảy ra cái đại dịch Covid thì bản thân mình đã phải ý thức được hơn trong cái việc mà áp dụng những cái cách này để giúp chúng ta có thể một cái sức khỏe tốt. Đó. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số mẹo nhé. Thì ở trên hình đấy ạ, ở trên hình chúng ta sẽ nhìn thấy có khá là nhiều cái hình ảnh khác nhau, thì mọi người cũng thể sẽ nhìn thấy và có thể hiểu được, nắm bắt được một cách cơ bản về các cái mẹo này là gì đúng không ạ? Đầu tiên này, chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là có rất là nhiều các loại rau củ quả đúng không ạ? Ở đây thì rau củ quả là một cái nguồn mà sẽ giúp cung cấp cho chúng ta rất là nhiều những cái vi chất dinh dưỡng, đó là những cái nhóm mà về vitamin cũng như là các khoáng chất, rồi nước và chất xơ đúng không ạ? Thì trong cái sản phẩm Kiari mà trước đó chị Trà Giang có chia sẻ với mọi người, thì trong một cái sản phẩm nó đã có chứa rất là nhiều những cái vitamin, khoáng chất thiết yếu này, kèm theo là men vi sinh này, rồi sản phẩm là chất xơ này. Nó là những cái thành phần rất là quan trọng trong cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta, và xuất hiện nhiều trong các sản phẩm về rau củ quả. Thế thì khi mà chúng ta sử dụng sản phẩm Kiari như thế thì chúng ta đã tiết kiệm được thời gian hơn rất nhiều đúng không ạ? Chúng ta có thể không cần phải tốn quá nhiều chi phí để mua, ví dụ như là mua máy ép,
để ép nước hoa quả hay gì, chúng ta chỉ cần pha một gói ra là chúng ta đã có thể sử dụng được luôn rồi đúng không ạ? Đó, thì rau củ quả là một cái nguồn chất rất tốt, và cái dinh dưỡng từ trong rau củ quả là vitamin và khoáng chất kèm theo với những chất gọi là chất chống oxy hóa. Chắc là mọi người đã nghe được rất nhiều về cái cụm từ này rồi. Ở đâu chúng ta cũng sẽ nghe là chống oxy hóa, chất chống oxy hóa, chống oxy hóa, chống lão hóa, đúng không ạ? Thế thì cái chất chống oxy hóa này nó là cái gì mà mọi người lại đề cập và nhắc đến nó nhiều như vậy? Đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta sẽ hiểu đơn giản này các nhà nhé, là khi mà chúng ta gặp một cái tác nhân nào gây hại vào cơ thể, tác nhân gây hại vào cơ thể đúng không ạ? Thì cơ thể chúng ta sẽ phản ứng lại. Đó là một cái sự đáp ứng miễn dịch, và khi mà nó phản ứng lại như thế, nó sẽ sản sinh ra những cái chất gọi là chất oxy hóa. Nó là sản phẩm thừa của quá trình chuyển hóa, quá trình đáp ứng, và có thể nó là những cái chất mà giúp tiêu diệt và loại bỏ, diệt trừ cái tác nhân gây hại đó. Thì khi mà sản sinh nhanh như thế mà một cái đáp ứng nó mạnh thì nó cái lượng sản sinh ra rất là nhiều, và cơ thể của chúng ta không tự xử lý được hết đúng không ạ? Nếu như cơ thể chúng ta không đủ khỏe, không thể tự xử lý được hết, vậy nó sẽ tồn dư lại trong cơ thể. Và khi tồn dư như thế thì chính những cái chất đó nó sẽ quay ngược trở lại tấn công vào các tế bào, các thành phần còn đang lành lặn của cơ thể. Đó, nếu như nó còn bị dư nhiều, nếu như có bị dư nhiều thì nó sẽ quay trở lại, nó tấn công chính cơ thể của chúng ta, và từ đó nó sẽ khiến cho các cái tế bào nó bị tổn hại, tổn thương, và cũng đồng nghĩa là nó sẽ bị chết đi nhiều hơn. Và khi tế bào của chúng ta chết đi thì cơ thể của chúng ta mất đi tế bào đúng không ạ? Cũng như kiểu da mà chúng ta mất đi cái sự đàn hồi, mất đi những cái yếu tố gây nên sự đàn hồi thì nó bắt đầu tạo ra nếp nhăn, lão hóa đúng không ạ? Nên việc của chúng ta đó là làm sao chúng ta ngăn chặn cái quá trình đó lại, và để cho cơ thể chúng ta được toàn vẹn về tế bào và về các thành phần trong cơ thể, nó được nguyên vẹn như lúc chúng ta còn trẻ. Vậy thì đồng nghĩa với việc gì ạ? Khi các thành phần trong cơ thể của chúng ta còn được nguyên vẹn, còn được trẻ trung, thì cũng chính là cái diện mạo, cái cơ thể của chúng ta được trẻ. Đó có phải là chống lão hóa không ạ? Đó có phải là trẻ hóa không ở nhà? Đó. Rồi, một cái thứ hai, cái yếu tố thứ hai, các anh chị chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có một em bé đang kê kê tay dưới dưới đầu, ngủ rất là ngon đúng không ạ? Nhắm mắt ngủ rất là ngon. Thì ngủ, giấc ngủ của chúng ta cũng chính là một cách giúp chúng ta có thể tăng cường được sức khỏe. Thì các anh chị sẽ thấy, sẽ tự trải nghiệm được, khi mà chúng ta trong cuộc sống của chúng ta có rất là nhiều cái stress của công việc đúng không ạ? Và khi chúng ta gặp một cái stress nào đó rất là nặng nề thì chúng ta thường xuyên bị có một cái phản ứng đó là mất ngủ, mất ăn, mất ngủ vì một việc gì đó. Và khi chúng ta mất ngủ thì ngay ngày hôm sau thôi chúng ta trải nghiệm được ngay, chúng ta trải nghiệm được ngay của cái kết quả đó là cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi, rã rời, và chúng ta cảm thấy không có muốn làm được điều gì cả. Đúng không ạ? Thì cái chính là bởi vì sức khỏe chúng ta đã đi xuống, cơ thể của chúng ta phải chịu rất là nhiều cái áp lực, nó bị quá tải sau một cái đêm chúng ta không ngủ được. Đó, thì khi mà chúng ta không ngủ được như thế thì toàn bộ cơ thể của chúng ta sẽ đi xuống, sức khỏe của chúng ta đi xuống, hệ miễn dịch của chúng ta đi xuống, và bắt đầu những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay của cái việc là trông có vẻ già đi, ví dụ như ở đàn ông thì có thể là ngay sáng hôm sau có thể nhìn thấy râu ria xanh dờn lên, trông rất là già cỗi đúng không ạ? Rồi quầng Ok, thôi thâm, tắm rửa đi nhá. quầng thâm rồi bọng mắt. Đấy, những cái yếu tố đó làm cho cái diện mạo của chúng ta Ok. có vẻ là sẽ già hơn đúng không ạ? Thì sau một đêm, Băng thì có sau một để biết đêm stress rất là rồi. nhiều. Có chị xem nào, Ok, mình chưa xem được. nhắn luôn. Nhắn ngay vào luôn. Bọn này là bọn đi buôn lậu đủ các loại. Xin phép là ban tổ chức có thể giúp em có thể là tắt mic của mọi người trong quá trình mà em chia sẻ được không ạ? Bởi vì là khi như này thì sẽ là mọi người sẽ khó khó có thể là nghe được, âm thanh nó không được tốt. Ok, mọi người mời là chia sẻ màn hình to hơn, đây, sẽ phóng to lên. Mọi người sẽ nhìn rõ.
Ok, rồi thì đó là một cái vai trò cực kỳ quan trọng của việc cơ thể chúng ta ngủ. Tại sao chúng ta lại cần ngủ đủ như là như vậy? Chúng ta cần ngủ đủ để cơ thể của chúng ta sau một cái ngày dài chúng ta hoạt động, sau một ngày dài chúng ta hoạt động, cơ thể sẽ sản sinh ra rất nhiều những chất độc tố. Rồi cơ thể chúng ta, các thành phần trong cơ thể chúng ta đang phải chịu rất nhiều áp lực từ cuộc sống. Đó. Thì cái thời gian chúng ta ngủ chính là thời gian cơ thể chúng ta được sửa chữa, được làm lành và được hồi phục, đúng không ạ? Thế thì khi mà chúng ta không được nghỉ ngơi đầy đủ thì cơ thể của chúng ta sẽ liên tục phải hoạt động, liên tục phải hoạt động. Thế thì như vậy là một, nếu mà một cỗ máy mà chúng ta cho nó hoạt động liên tục thì cái phản ứng nó mình sẽ thấy là gì ạ? Cái máy nó sẽ nóng lên và cái thời gian mà sử dụng được máy đó, gọi là tuổi thọ của máy đó sẽ giảm, đúng không ạ? Thế cho nên là một ngày chúng ta có 24 giờ, chúng ta cũng đã phải dành ra ít nhất là khoảng 6 đến 8 tiếng để chúng ta có thể nghỉ ngơi, có một giấc ngủ thật là sâu, thật là ngon, để cái khoảng thời gian đó cơ thể của chúng ta được làm lành, được chữa lành, đúng không ạ? Được chữa lành và có vấn đề gì phát sinh, ví dụ là phát sinh các khối gây bệnh, thì trong quá trình chúng ta nghỉ ngơi như thế, các tế bào miễn dịch nó bắt đầu có thời gian để đi tìm, đi càn quét, đi truy vết để xử lý những cái tác nhân gây hại đó. Để cơ thể chúng ta ngày hôm sau khi chúng ta tỉnh dậy, chúng ta lại cảm thấy một ngày tươi mới, thật là nhiều năng lượng, đúng không ạ? Đó, cho nên là mọi người hãy luôn chú ý đến giấc ngủ của mình. Đúng không ạ? Và làm thế nào để chúng ta có một cái giấc ngủ, làm thế nào để chúng ta có một cái giấc ngủ ngon ạ? Cách giờ đơn, có một số cách đơn giản mà bản thân em đã thực hiện và cảm thấy nó thay đổi rất là nhiều. Đầu tiên này, chúng ta sẽ cần hoạt động về thể chất. Không chỉ cái việc mà chúng ta đi làm hàng ngày chúng ta vất vả là như thế, chúng ta mệt mỏi là như thế, nhưng nó lại không phải là khiến một cái yếu tố tốt cho cơ thể của chúng ta, đúng không? Chúng ta cần tập luyện một cách có chủ đích. Đấy, để nâng cao sức khỏe của từng bộ phận trong cơ thể chúng ta, và chúng ta hoạt động, ví dụ như tập thể dục chẳng hạn. Ví dụ như là chúng ta sau khi chúng ta đi làm về, chúng ta có khoảng 30 phút chúng ta chạy bộ, 30 phút chúng ta chạy bộ, chúng ta đi bộ. Điều đó cũng đã kích thích cho cơ thể của chúng ta hoạt động một cách có hiệu quả hơn. Chúng ta cần là cần hoạt động hiệu quả như cả nhà, chứ không cần những cái hoạt động mà khiến chúng ta tiêu tốn năng lượng mà dẫn đến chúng ta mệt mỏi. Đấy, vì có thể là chúng ta mệt mỏi thì chúng ta cũng sẽ dễ ngủ hơn, nhưng cái giấc ngủ của chúng ta có thể không chất lượng, của chúng ta sẽ không chất lượng. Đó, thế chúng ta cần hoạt động có một cách có chủ đích, chúng ta cần tập luyện để cơ thể của chúng ta có cái sự tuần hoàn trong đó, thì cơ thể chúng ta sẽ dễ dàng ngủ hơn. Rồi một cái mẹo thứ hai là chúng ta có thể uống một cốc nước ấm hoặc là một cốc sữa ấm trước khi chúng ta đi ngủ. Điều đó cũng rất là dễ dễ dàng, đúng không ạ? Dễ dàng để giúp cho cơ thể chúng ta đi vào giấc ngủ sâu hơn. Rồi thường thì ban ngày chúng ta sẽ hoạt động rất nhiều và chân tay chúng ta sẽ cảm thấy mệt mỏi. Và nhiều có anh chị nào cảm thấy là rất khó ngủ mà cảm thấy là nó cứ buồn bã tay chân thôi. Cụm từ buồn bã tay chân chắc là mọi người sẽ nghe rất là nhiều. Đó. Buồn bã tay chân. Thế thì chỉ với cái việc mà chúng ta ngâm chân hoặc chúng ta massage bàn chân của chúng ta thôi. Bàn chân của chúng ta cả nhà nhé, bàn chân của chúng ta nó cũng chính là một cái phần cơ thể thu nhỏ của chúng ta. Ở trên bàn chân của chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái vị trí trong đông y gọi là huyệt, những cái huyệt mà nó liên quan tới các bộ phận và các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Và khi chúng ta massage như vậy cũng cũng một cách gián tiếp chúng ta đang massage cho toàn bộ các cơ quan bộ phận trong cơ thể, và khi việc massage đấy sẽ làm cho cơ thể chúng ta được thư giãn và điều đó cũng giúp chúng ta có một cái giấc ngủ sâu hơn và tốt hơn. Và mọi người hãy thử ngay cái cách đó vào ngay tối nay em nhé. Rồi cái đó là cái cách thứ hai, cái mẹo thứ hai để giúp chúng ta có một cái hệ miễn dịch, một cái sức khỏe thật tốt, đúng không ạ? Và cách thứ ba đó cũng chính là cái việc mà chúng ta tập luyện thể dục thể thao đó ạ. Mọi người có thể lấy rất là nhiều lý do là còn bận việc này bận việc kia, chúng ta không thể tập luyện được. Vậy thì khi nào chúng ta sẽ tập luyện, đúng không ạ? Chúng ta cứ bận như thế, chúng ta cứ bảo là chúng ta có muốn có một sức khỏe tốt, nhưng ta chúng ta quá bận, chúng ta quá bận để chúng ta có thể tập luyện, có thể chúng ta quá bận để cái việc là chúng ta nghĩ đến cái việc mà chúng ta nâng cao sức khỏe. Vậy thì
liệu chúng ta sẽ có được sức khỏe hay không ạ? Chúng ta quá bận rồi mà, bận với cái việc mà chúng ta làm những công việc ngoài, chúng ta cũng không để tâm đến cái việc chăm sóc sức khỏe, thì chúng ta sẽ không có được sức khỏe đâu ạ. Đó. Vậy thì hãy dành ra ít nhất một ngày, chúng ta có 30 phút, tối thiểu nha, tối thiểu là 30 phút, tập luyện thể dục thể thao, có thể tập luyện một bộ môn nào đó cụ thể, hoặc đơn giản là chúng ta đi bộ hoặc chạy bộ. Điều đó cũng đã giúp cho cái việc mà hệ tuần hoàn của chúng ta, hệ hô hấp của chúng ta được hoạt động hiệu quả hơn. Và hai cái hệ đó hoạt động hiệu quả thì cái hệ miễn dịch của chúng ta cũng đã tăng cường lên rất là nhiều. Ok không ạ? Rồi, tiếp nha. Đó, cho nên là cái yếu tố này cực kỳ quan trọng nha mọi người. Có thể cho rằng là cái việc này thôi thì hôm nay không tập thì mai chúng ta tập. Vậy thì cứ ngày mai chúng ta mới tập. Vậy thì tương lai, ngày mai chúng ta sẽ có sức khỏe, còn ngày hôm nay chúng ta sẽ không có sức khỏe. Ngày mai chúng ta mới có sự trẻ trung, chứ không phải là ngày hôm nay. Và ngày mai là mãi mãi chúng ta sẽ với tới, và chúng ta sẽ không bao giờ có được. Đúng không ạ? Đó, cho nên là hãy thực hiện ngay từ ngày hôm nay cả nhà nhé. Và với bên ban tổ chức thì chúng ta thường xuyên buổi sáng các ngày trong tuần, đúng không ạ? Chúng ta đều có một tiếng chúng ta tập luyện thể dục thể thao, từ tập luyện nhảy cho tới tập luyện các bộ môn về tăng cường sức mạnh cơ bắp, đúng không ạ? Thì chúng ta hãy tham gia một cách thường xuyên, đều đặn, hãy vượt qua cái con lười ở trong người mình này. Thực tế là bản thân em cũng có nhiều lúc mình cảm thấy là mình muốn được nghỉ ngơi, vì tối ngày hôm qua mình có nhiều việc quá, mình ngủ muộn quá, sáng ra mình ngủ mình đã phải dậy rồi, và mình cảm thấy mình ngủ chưa có đã, nên cảm thấy là thôi đấu tranh là nên nên dậy hay không, đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta nghĩ đến cái việc này, sức khỏe không chờ đợi chúng ta đâu ạ. Ngày ngày sức khỏe đang bị bào mòn, đúng không ạ? Thì chúng ta cứ trì hoãn cái việc chúng ta tập luyện như thế, trì hoãn được một ngày là chúng ta sẽ trì hoãn được thêm nhiều ngày nữa. Vậy nên hãy nghĩ đến cái việc chúng ta dậy ở buổi sáng sớm để chúng ta tiếp nhận, đón nhận được nhiều năng lượng, và sức khỏe của chúng ta ngày hôm đó sẽ được tăng cường hơn rất nhiều. Mỗi ngày chúng ta chỉ cần cố gắng lên một chút thôi, mỗi ngày cố gắng lên một chút thôi. Ví dụ như gọi là mỗi ngày chúng ta tích góp thêm 1 đồng và cứ nhận lãi suất lên, đúng không ạ? Đó, thì sau một năm, sau một tuần, sau một tháng, rồi sau một năm, chúng ta sẽ nhận được một khoản tiền rất là lớn, đúng không ạ? Đó chính là sức khỏe của chúng ta. Đó, cho nên là hãy ngay từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mai luôn, chúng ta sẽ thay đổi nhé, cái việc mà chúng ta dậy sớm và tập luyện thể dục thể thao, đúng không ạ? Rồi, một cái mẹo thứ tư là chúng ta sẽ không hút thuốc và không sử dụng đồ uống có cồn. Cái này thì về hút thuốc thì có lẽ là chị em mọi người chúng ta sẽ không có gặp phải yếu tố này, nhưng mà chúng ta có thể chồng chúng ta hoặc là những người trong gia đình chúng ta có ai đó hút thuốc, đúng không ạ? Thì cái việc mà chúng ta biết về tác hại của thuốc lá hay thuốc lào gì đó là chúng ta đã được nghe rất là nhiều rồi. Chúng ta là cái người gián tiếp đón nhận cái đó thì chúng ta còn gặp nguy cơ gây hại nhiều hơn. Cho nên tránh là một. Và nếu như chúng ta có thể khiến cho người ta không hút thuốc thì chúng ta sẽ càng tốt cho cả chúng ta và những người xung quanh, đúng không ạ? Đấy, thì không hút thuốc này và không sử dụng đồ uống có cồn cả nhà nhé. Không sử dụng đồ uống có cồn. Xin phép cả nhà một tí là máy em hết pin thì giờ em sẽ tranh thủ cầm sang. Rồi. Tiếp tục ạ. Thế thì một là chúng ta sẽ không hút thuốc này, thứ hai là không sử dụng đồ uống có cồn, rượu rồi bia. Thì nhưng mà ở một cái khía cạnh nào đó, đối với ví dụ như những cái sản phẩm như là rượu vang chẳng hạn, rượu vang thì chúng ta vẫn có những cái khuyến cáo, để vì chúng ta sử dụng một ly nhỏ trước bữa ăn, đúng không ạ? Thì cái việc đó sẽ giúp kích thích cái việc tiêu hóa tốt hơn. Cũng đồng thời kích thích cái hệ tuần hoàn chúng ta hoạt động hiệu quả hơn. Nhưng đó là đối với rượu vang cả nhà nhé. Đối với rượu vang, nồng độ cồn chỉ vào khoảng 13% thôi ạ. Và rượu vang làm từ nho chẳng hạn, thì rượu vang sẽ trong thành phần của nho nó có giữ rất là nhiều những cái chất chống oxy hóa, chất chống lão hóa. Vì vậy, một ly rượu vang nhỏ thì vẫn có thể chấp nhận được để giúp chúng ta có một cái sức khỏe tốt hơn
Còn những cái sản phẩm khác chứa bằng có cồn khác thì chúng ta không sử dụng. Còn nếu mà nó đã thành thói quen rồi, hãy hạn chế và giảm dần từ từ nó, được không ạ? Rồi, đó là một cái cách thứ tư giúp chúng ta có một cái sức khỏe tốt. Rồi chúng ta sẽ đến với cái mẹo thứ năm. Cái mẹo thứ năm, mọi người nhìn thấy ở đây ạ, chúng ta có một hình ảnh một cái người đang uống nước, đúng không? Việc uống nước tưởng chừng như đơn giản nhưng lại cực kỳ là quan trọng, vì 70% cơ thể của chúng ta là nước, đúng không ạ? Và đối với dụ như trẻ em ạ, thì sinh ra thì cái tỷ lệ nước này nó còn sẽ nhiều hơn rất nhiều, gần như trẻ em là một cái bọc nước như vậy. Thế thì cái việc mà chúng ta bổ sung nước cho cơ thể cực kỳ quan trọng. Mùa đông này thì thường là mọi người có một cái thói quen là không có, có một cái cảm nhận là chúng ta không thấy quá khát nước. Và khi chúng ta không cảm thấy khát nước ở cổ họng thôi ạ, không có cảm giác khát nước ở cổ họng, thì chúng ta nghĩ rằng là cơ thể chúng ta chưa cần nước. Nhưng không phải đâu ạ. Tất cả các cái tế bào trong cơ thể chúng ta nó bắt đầu đã phát động đi tín hiệu chúng ta cần uống nước rồi. Cứ khoảng 30 phút đến 45 phút là chúng ta cần sử dụng, cần nạp thêm nước vào trong cơ thể của chúng ta, đúng không ạ? Cả một ngày thường chúng ta sẽ được khuyến cáo là sử dụng tối thiểu là 2 lít nước, đúng không ạ? Là một cái lượng nước trung bình cho hầu hết mọi người. Nhưng mà cũng sẽ tùy vào cái nhu cầu về hoạt động thể chất của mọi người. Khi mà chúng ta hoạt động thể chất nhiều hơn, chúng ta ra mồ hôi nhiều hơn, thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải bổ sung lượng nước nhiều hơn rồi. Hoặc là khi chúng ta đang trong giai đoạn hồi phục sau một cái bệnh nào đó, sau một vấn đề sức khỏe nào đó, thì chúng ta cũng sẽ phải bổ sung nước nhiều hơn. Tại vì khi mà cơ thể, ví dụ như là chúng ta sốt chẳng hạn, sốt như này thì chúng ta đã làm hơi nước, chúng ta sẽ bốc hơi qua da rất là nhiều, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ cần phải bổ sung nước cho cơ thể nhiều hơn so với lượng bình thường. Đấy. Có nhiều trường hợp là sốt nặng, sốt cao, nó mất nước rất là nhiều thì chúng ta phải truyền nước, đúng không ạ? Canh chuyển nước nhanh để vào hệ tuần hoàn của chúng ta. Thế thì việc uống nước đều đặn trong ngày nó không chỉ giúp cho cái việc là chúng ta giữ cho cơ thể của chúng ta nó được vận động một cách trơn tru, nó như là cái nhiên liệu cho cơ thể chúng ta vận động một cách trơn tru này, kèm theo nữa là cái việc mà hỗ trợ cho cái việc chúng ta giảm cân, đúng không ạ? Uống nước thường xuyên thì cái dạ dày của chúng ta sẽ không có cảm giác bị rỗng quá lâu, thì nó sẽ không tạo ra cái tín hiệu đói lên trên não bộ của chúng ta. Và vì vậy chúng ta sẽ không bị nạp vào quá nhiều năng lượng, đúng không ạ? Và khi chúng ta uống đủ nước, da dẻ của chúng ta, các tế bào của chúng ta nó được no nước, bắt đầu da của chúng ta căng lên, chúng ta sẽ cảm thấy gương mặt trở nên tươi sáng hơn, rạng rỡ hơn, các nếp nhăn nhỏ trở nên mờ đi, và chúng ta sẽ có một cái diện mạo vô cùng là xinh đẹp, đúng không ạ? Đó, cho nên là hãy đảm bảo cái việc mà chúng ta được uống nước thường xuyên, đúng không ạ? Được uống nước đó là một điều vô cùng là tuyệt vời. Đó, một cái mẹo thứ tiếp theo đó là chúng ta giữ gìn vệ sinh cơ thể hàng ngày. Chắc chắn là không ai trong chúng ta đến tầm này chúng ta lại không thể làm được cái việc giữ gìn vệ sinh này, đúng không ạ? Từ vệ sinh răng miệng này, cho đến vệ sinh thân thể này, rồi vệ sinh các vùng trong cơ thể của chúng ta. Thì khi chúng ta vệ sinh được thường xuyên thì cái hệ cái hàng rào bảo vệ của chúng ta nó được giữ nguyên vẹn, nó không bị tồn đọng những cái tác nhân gây hại ở trên cơ thể của chúng ta. Và ví dụ như là răng mà chúng ta không đánh thì chúng ta sẽ tồn tại những cái tác nhân gây hại là gì? Thực phẩm, thức ăn nó bị lên men, tạo ra thành axit và ăn mòn cái răng của chúng ta, đúng không ạ? Thế nên trẻ em bị đẻ sâu răng như vậy. Thế thì chúng ta, cái việc của chúng ta làm sạch như thế là chúng ta muốn loại bỏ những cái chất thừa này, loại bỏ những cái tác nhân gây hại đang tồn đọng trên cơ thể của chúng ta. Vì vậy mà giúp hàng rào của chúng ta nó còn được nguyên hình, vạn trạng, nó còn được nguyên vẹn như thế, thì nó đầy đủ cái chức năng giúp cơ thể chúng ta bảo vệ. Đó, ok. Rồi cái phần này thì nó rất là đơn giản thôi. Rồi đến hai cái yếu tố, hai cái mẹo cuối cùng. Chắc có thể là sẽ còn nhiều cái mẹo hơn nữa, nếu chúng ta còn mẹo nữa chúng ta có thể chia sẻ, đúng không ạ? Thì hai cái mẹo tiếp theo em muốn chia sẻ thì đó là cái mẹo số 7, đó là chúng ta thư giãn và giúp cơ thể chúng ta tránh stress, đúng không ạ? Tránh bị stress. Thế thì cái stress là một cái yếu tố mà nó gọi là một cái sát thủ ngầm âm thầm hàng ngày đang giết chết cơ thể của chúng ta. Chị em bây giờ ví dụ như là chồng mà có đi ra ngoài
ví dụ như là đi uống bia thôi, đi nhậu với bạn thôi, về muộn thôi, chưa biết là có gan điếc gì không đúng không ạ, nhưng mà ví dụ đi nhậu với bạn hẹn chúng ta là 10 giờ về, nhưng 11 giờ chưa gì về, 12 giờ chưa về, thì chúng ta cũng nảy sinh ra phản ứng mà chúng ta lo lắng không biết là có vấn đề gì xảy ra với người chồng của mình hay không ạ. Thì hoặc là những cái stress nhỏ hàng ngày thôi, vì công việc chẳng hạn, hàng ngày chúng ta cảm thấy lu bu về công việc, rồi phải chuẩn bị cơm nước cho gia đình, rồi phải lo cho con việc nọ việc kia, nó rất là nhiều những cái việc vặt việc nhỏ, cái những cái stress này này nó sẽ cứ hàng ngày mỗi ngày nó bào một chút, bào một chút, bào một chút, và âm thầm như vậy chúng ta không hề biết đâu ạ. Nhưng đùng một ngày đi vào viện là cơ thể chúng ta sẽ phát hiện ra là quá trời bệnh luôn rồi đó. Cho nên là chúng ta hãy loại bỏ kể cả những cái stress rất nhỏ thôi, tránh nó đi, tránh nó đi đúng không ạ. Thì vậy làm thế nào để chúng ta có thể tránh được stress đấy ạ? Stress gần như là một phần gắn bó với cuộc sống của chúng ta rồi, là gắn bó với cuộc sống của chúng ta rồi, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể loại bỏ nó, mặc dù chúng ta biết đó, chúng ta biết là cái này là cái không tốt đấy, cái này là stress đấy, thì chúng ta nhưng mà chúng ta vẫn không thể nào đừng được, chúng ta vẫn không thể 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 bỏ nó ra khỏi khỏi trong đầu được đúng không ạ? Vậy một cách làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết cái vấn đề đó, đó là hàng ngày chúng ta cần mở rộng tâm trí nhiều hơn. Nghe một cái từ này nó nghe có vẻ nó rất là mỹ miều đúng không ạ, nó rất là hoa mỹ. Mở rộng tâm trí là như thế nào? Thì đơn giản là chúng ta hàng ngày chúng ta cần được học hỏi nhiều hơn, tiếp thu nhiều kiến thức hơn, để chúng ta cảm thấy là chúng ta cái con người chúng ta được trở nên lớn hơn. Và khi con người chúng ta trở nên lớn hơn, giống như cái ly đúng không ạ, cái ly lớn hơn thì chúng ta chứa được nhiều nước hơn đúng không, cái ly nhỏ thì chỉ cần một chút nước thôi cũng sẽ tràn ra, và khi tràn ra rồi như thế thì giống như là chúng ta cái sức chịu đựng của chúng ta còn kém ấy, sức chịu đựng của chúng ta còn kém, thì một chút cái vấn đề thôi, một chút cái căng thẳng thôi đã khiến chúng ta quá bực bội rồi, quá là nổi cáu rồi, nổi giận rồi, thế nó trào ra như thế và chúng ta sẽ không chịu được áp lực cuộc sống, mà chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc sống này đúng không ạ, và nhiều lần như thế thì sức khỏe chúng ta chắc chắn là sẽ không đảm bảo. Đó, hàng ngày chúng ta được học tập này, đọc sách này, xem những cái thông tin bổ ích, những thông tin tích cực, tham gia các hoạt động tập thể này, rồi giao lưu nói chuyện với bạn bè để giúp chúng ta được mở mang, được mở rộng con người của mình ra, thì cái việc những cái stress nhỏ như thế chúng ta sẽ dần dần chúng ta sẽ gạt qua hết và nó gần như sẽ không xuất hiện trong cuộc sống chúng ta nữa. Lúc nào chúng ta cũng cảm thấy được thư thái, lúc nào trên gương mặt chúng ta sẽ được nở một nụ cười, và chỉ cần một nụ cười thôi đã khiến cho gương mặt chúng ta xinh đẹp hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Em thì không có lẽ là một cái trong những cái đặc điểm mà được mọi người nhận xét nhiều nhất về việc là khi mà tiếp xúc, đó là lúc nào cũng cười, nhiều khi là cũng đang stress nhưng vẫn cười. Vì sao? Thì chúng ta thành thành một cái phản xạ là lúc nào chúng ta cũng cảm trong cảm thấy là thoải mái, người đối diện chúng ta cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với chúng ta, thì mình nhìn thấy họ thoải mái, mình nhìn họ vui vẻ, tự nhiên mình cũng phải vui lây, niềm vui được nhân lên rất là nhiều lần đúng không ạ? Và vì như vậy thì giúp chúng ta sẽ vượt qua được rất nhiều những cái căng thẳng trong cuộc sống, và cũng sẽ giúp cho cơ thể chúng ta được khỏe hơn rất là nhiều đúng không ạ? Và cái tip, cái mẹo cuối cùng đó là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm bổ sung. Hiện nay thì những cái sản phẩm mà giúp chúng ta bổ sung được chất dinh dưỡng này, giúp chúng ta bổ sung được các cái vi chất thiết yếu cho cơ thể, rồi những chất chống oxy hóa đang rất là nhiều rồi, đúng không ạ? Nhưng ở đây chúng ta đang có những cái sản phẩm từ bên dòng của Kiari, trong một cái sản phẩm thôi mà nó tích hợp rất rất nhiều những cái chất cần thiết cho cơ thể chúng ta, và những chất đó giúp cơ thể chúng ta là tiền đề đúng không ạ? Ít nhất chúng ta muốn khỏe thì cơ thể vật chất của chúng ta cần được ăn no đủ đã đúng không ạ? Cần được ăn no đủ thì chỉ cần với những cái sản phẩm đơn giản như thế chúng ta tiết kiệm được thời gian rất nhiều. Chúng ta đã có thể nạp được cho cơ thể chúng ta những chất dinh dưỡng tốt nhất đúng không ạ? Những chất dinh dưỡng tốt nhất, những cái gì tốt nhất thì chúng ta phải nạp vào cơ thể. Và khi chúng ta không không bị mất quá nhiều thời gian cho cái việc mà bổ sung những chất dinh dưỡng như thế, thế thì chúng ta đã có nhiều thời gian hơn để được có thể chăm sóc cho mình này, để làm đẹp, để đi shopping, rồi để chăm cho chồng, chăm cho con, chăm cho gia đình. Như vậy chúng ta cũng cảm thấy là cái cuộc sống của chúng ta nó được viên mãn hơn rất là nhiều, đúng không ạ?
khi mà chúng ta có thiên chức bổn phận là một người mẹ, một người vợ trong gia đình, chúng ta bao bọc, chúng ta lo toan cho gia đình. Nhưng mà khi mà chúng ta không có đủ thời gian để lo toan với nhiều việc như thế thì chúng ta sẽ stress. Thế vậy nên chúng ta nhiều khi stress đến cái việc là mất ăn mất ngủ, không có thời gian để ăn, không có thời gian để làm đẹp, không có thời gian để làm cái điều gì cho bản thân nữa. Thế thì chúng ta tiết kiệm thời gian đó bằng cái gì? Chúng ta sử dụng những cái sản phẩm bổ sung để chúng ta có nhiều thời gian hơn để yêu thương bản thân, yêu thương gia đình, đúng không ạ? Và đây là một số những cái mẹo mà bản thân em đã trải nghiệm và thực sự đã có kết quả. Và ngày hôm nay được chia sẻ lên đây với tất cả các quý anh chị em ở trên Zoom, đó là một cái điều mà cũng đã giúp cho em cảm thấy mình đã được học hỏi rất nhiều.